bẫy, hại thêm công chính, vì nó chỉ làm dối chân ta, nó chống lại các việc ta làm, khách ta vi phạm lề luật, và tố cáo ta không phân hành lễ giáo. Ta hãy coi những lời nói đó có thật không, và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hãy người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó, để biết nó hiền hòa làm sao, và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa biến thân. Đó là lời Chúa. Lời cầu xin hết lòng phục vụ nhân loại trong khi tốt
là đặc tính của hội thánh. Chúng ta nghe lời cầu xin cho các vị mục tử luôn là những người con tin phục vụ công đoàn dân Chúa, cũng như bất cứ ai đang sống khó nghèo. Xin Chúa nhận lời chúng con. Đa số con người thích hưởng thụ hơn là phục vụ. Thank you.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua miền Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: Dọc đường anh em đã bàn tán điều gì vậy?
các ông làm thinh, vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi nhóm 12 lại mà nói: Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Trong cuộc sống, ai cũng muốn là người lớn nhất, người quan trọng nhất và là người dẫn đầu kẻ khác. Ước muốn đó là điều bình thường để ta phấn đấu trong cuộc sống. Tuy nhiên, qua lời dạy của Chúa Giêsu, ta cần hiểu thế nào là người lớn nhất. Người lớn nhất thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Lời Chúa Giêsu dạy không chỉ không vô lý mà còn thiết thực. Chúng ta chỉ có thể trở nên quan trọng và cần thiết khi giúp đỡ và mang lại lợi ích cho nhiều người. Như vậy, phục vụ mọi người là việc làm không thể thiếu. Chẳng ai muốn có một người đứng đầu mà không mang đến sự thành công cho tập thể và cộng đồng. Cũng chẳng ai muốn đưa lên một người lãnh đạo chỉ để mình hầu hạ người đó. Mặt khác, về đời sống thiêng liêng cũng vậy. Người lớn nhất phải là những người hướng dẫn đức tin, làm gương sáng cho người khác qua cách sống khiêm nhường và tự hủy theo lời Chúa dạy. Như thế, chỉ phục vụ thôi thì chưa đủ. Người lớn nhất còn phải tiếp đón những người khác như anh em. Chúa Giêsu dùng các em nhỏ như là hình ảnh tượng trưng cho những người nhỏ nhất, những người bên lề xã hội. Do đó, Ngài muốn nhắn nhủ khi chúng ta tiếp đón những người nghèo, những người chúng ta không thích, là chúng ta tiếp đón chính Ngài và cũng là tiếp đón chính Chúa Cha. Như vậy, để được làm người lớn nhất, ta cần phải phục vụ và đón tiếp hết tất cả mọi người. Tuy nhiên, cũng như các môn đệ xưa, ta thường không thể hiểu hoặc cố tình không hiểu lời của Chúa để ta làm người lớn nhất theo cách của ta. Ta không phục vụ mọi người, nhưng bắt mọi người phục vụ ta. Ta không hướng dẫn đức tin mà còn làm gương mù gương xấu để người khác rời bỏ Thiên Chúa. Ý thức lại điều này, giờ đây ta đừng phớt lờ lời Chúa, nhưng hãy thực thi. Có như vậy, ta mới là người lớn nhất ở đời này và đời sau. Lạy Chúa, ước gì chúng con có thể thay đổi chính mình để trở thành người lớn nhất và cũng là người phục vụ Chúa. Amen.